Alo, hai chào anh em vào xỉa lớp mình nhà từ Nguyễn Chỉ Tàng. Đây là video bản áp tập số bao nhiêu ấy nhỉ? Đây là video bản áp tập số 35. Này một áp cao mình nghĩ rằng là chất lượng vì giá hết sức ngon bổ rẻ cho anh em. Này bộ đội hình mình nghĩ rằng là có lẽ là hiện nay khá ít người dùng. Mình thấy rằng mọi người hiện nay đang khá yêu thích sáng thế hổ, thế rắn hoặc là gấu hoặc là long hổ môn đấy, cái meta hoặc siêu nữ. Đấy, chứ còn đâu thật sự tứ hồn là cái team mà mình nghĩ rằng khá là nhiều người cho rằng nó khá lỗi thời. Tuy nhiên như mình đã nói thì tất cả các meta hiện nay thì đều có những thế mạnh và điểm yếu riêng. Nếu như được lên học một cách đầy đủ, tử tế, nghiêm túc thì mình tin rằng không meta nào sẽ phải chịu thiệt thòi khi đứng trước cái cuộc đối đầu trong khung giờ 20h59 cả. Meta tứ hồn thì là meta theo mình đánh giá là gần như là toàn diện nhất. Trong những lượt đầu tiên, trong lượt số 1, lượt số 2, trong lượt số 1 thì với IODZ có khả năng kháng đỡ đòn, kháng sát thương lên tới 40% thì toàn đội sẽ rất là trâu bò. Gần như đội bạn có thể tung chí mạng cũng không phải lo lắng. Đấy, chấp luôn cả chí mạng. Thực ra thì IODZ nó có cái nhị môn thì nó cũng kháng được chí mạng lên tới 20% rồi. Cho nên chỉ những cái con nào nó phải gọi là những cái meta nào nó phải gọi là chí mạng cực kỳ trâu. Đấy, thì mới có khả năng thì mới có khả năng gọi là mới có khả năng gọi là gì nhỉ, chí mạng được, xuyên được cái kháng chí mạng đấy. Các anh em chú ý đây đúng không? Đấy, tăng 20% kháng chí mạng cho lượt đầu tiên đúng chưa? Đấy, ngoài ra thì tăng khả năng cống chí team lên tới 20%, 40% hay 20%, 20% thôi đúng không? 40% thì quá đúng không? Kháng sát thương ở level số 88 là 38,7%, gần 40%, rất cao với các bạn ạ, rất cao. Nên đợt số 1 các anh em yên chí đánh không bao giờ chết được, không bao giờ chết được. Đúng không? Sức đam của tứ hồn thì thường thường tứ hồn phải có con Eorizi, và con này là một võ sĩ hỏa có sức sát thương cực kỳ khủng khiếp. Được búp thêm chí mạng thì từ ca phẩy và đặc biệt là Kaoret thì con này thật sự là cái sức đam của nó phải gọi là vô bì. Với Ad Crimson là tư chất 15 đam tốt nhất hiện nay. Con Ad này đứng ở trong sáng thế hổ, nhiều người đam chê nó đam rất là bé, nhưng trong tứ hồn này các anh em sẽ thấy là cái lực sức đam của nó phải gọi là kinh khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Búp từ hai con là ca phẩy và con Kaoret. Kaoret là nội tại, còn ca phẩy là từ tuyệt kỹ, nó có khả năng tung tung chí mạng được, thành ra nó cực thấm luôn các anh em ạ, cực thấm luôn. Còn tất nhiên này, đội hình tứ hồn thì mình nghĩ là tốt nhất thì phải là full tư chất, vì mỗi một con tư chất 15 các anh em để ý nhá, hiện tại hồn gấu là con gấu thì chưa có, nhưng hồn rùa là con Omiyaduo này, hồn rắn là con Ash này đúng không, hồn hổ là con Mukai này. Đấy, sau này ra thêm một con hồn gấu nữa thì mình đề xuất là vứt cái thằng Kaoret và thằng ca phẩy này vào viện trợ. Đấy, chơi thêm một con full tứ hồn, full chết 75 luôn. Đây là cái thứ mà bên nước ngoài ta hay dùng các bạn ạ. Ác này mình nghĩ là cũng chơi được đúng không? Đấy, kim cương này là tương đối là thoải mái để đua mục ca vòng 2 phải 2-3 tháng nữa đúng không? Vừa mới đua xong các bạn ạ, vừa đua xong. Ác này ở server số 56 các anh em nhá. Đấy, nói chung thì ngon đấy, ngon đấy. Mukai thì thật sự thì mình thấy rằng hổ không phù hợp với Mukai đâu. Đấy, không bằng tứ hồn nhá. Đấy, vì sao lại thế đúng không? Đấy, các anh em lưu ý Mukai này là một con võ sĩ thuộc hệ kỹ, tức là cái khả năng gây khống chế, khả năng gây hóa thạch ấy, đóng gọi là hóa đá ấy, của nó phải được là ưu tiên hàng đầu, chứ những con cứ những cái tính năng khác thì ưu tiên thì lại không được. Đấy, các anh em vừa nghe vừa xem luôn túi đồ nhá. Đấy, thế nên là phải ở trong team tứ hồn thì nó mới là hiệu quả cao nhất, vì tứ hồn thì có nội tại của ELDG là tăng lên tới 20% khả năng gây hiệu ứng thêm. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó mới hóa đá được nhiều đúng không? Con này các anh em thấy không cần thức tỉnh vũ khí, tất nhiên có điều kiện thức tỉnh vũ khí thì nó sẽ trâu hơn, nhưng không cần thức tỉnh vũ khí nó vẫn có khả năng hóa đá cao hơn so với cái meta khác. Đấy, các anh em sẽ được check ngay bây giờ đúng không? Được check ngay thôi. Ok, đây là võ sĩ đoạn nha. Rồi, ác này top chắc chân top 1 đi, chắc chân top 1. Server này cũng nhiều việc làm, biết tơ phắn ở bên server này đúng không? Khá quen thuộc. Rồi lại mu to này, hóa ra là tay này đúng không, thịt luôn đúng không ạ, thịt luôn. Ok, anh da đen. Lực chiến ác này thì mình nghĩ là không thọt, cân bằng so với server, không chơi được nhiều lắm, uy lực thì tương đối cao đấy. Rồi các bạn thấy đúng không, không hên xui đâu, à kìa, không hên xui gì đâu, tỷ lệ của nó là chính xác đấy. Láo mày, ôi trời, ông này còn chơi theo kiểu sáng chế rùa nhưng nó chưa thiện các bạn ạ, thành ra tha hồ ăn đòn đúng không, tha hồ ăn đòn. Bù to hay làm cái gì đâu, ngực to không lo chết đói đúng không? Ok, rồi
Rồi, một chút lợi thế về uy lực cũng làm cho tứ hồn có khả năng chiến đấu tốt hơn hẳn. Anh em nào mà mua ác thì cố gắng là theo đuổi uy lực nhá. Đấy, khi chơi tứ hồn thì theo đuổi uy lực thì mình nghĩ là thực ra là chơi chơi theo meta nào thì cũng lên là theo đuổi uy lực. Đấy, vì kể cả siêu nữ cũng thế, hay sáng thí rùa như mình đấy, đánh trước được có lợi thế nhiều lắm các bạn này. Đấy, được búp từ từ thằng ca phẩy các anh em ơi. Tát vào có chí mạng ngay. Vỡ tượng là không hồi sinh được các bạn nhá. Mu cai phải còn tượng thì mới hồi sinh được. Thời điểm này thì Ice Stick Yori chưa ra mắt thì cái hòa đá của Mu cai là gọi là bất khả chiến bại, không ai thể giải được. Sau này thì mình nghĩ rằng nó vẫn sẽ hữu dụng thôi, vì các bạn vừa nhìn thấy mình chưa có đỉnh vũ khí mà đã hai con hòa đá rồi. Lần này không biết là bao nhiêu con, à rồi nó kêu hồn mình. Thì trong tương lai ấy, thì mình nghĩ rằng Mu cai nó vẫn sẽ hữu dụng thôi, bởi vì hóa đá ấy, à cái gì nhỉ? Instinct thì cũng chỉ giải được một con thôi, chứ không thể giải được hai con. Thành ra nó vẫn hữu dụng đúng không? Mu cai là con mà mình về lâu về dài rất là tốt. Ngoài ra nếu giết được thằng Instinct rồi thì hỏi thế gian ai cản được sức mạnh của thằng Mu cai nữa? Không thể cản nổi. Trận này thì chắc chắn là thắng rồi. Ở thời điểm này thì những cái võ sĩ viện trợ cái sức sát thương của nó gây ra gần như là không có các bạn ạ, không tính tiền. À, đánh thương thấm nha. Thực ra Mu cai của mình là 4 sao. Cái hiệu ứng là chính thôi, còn đâu thì thật sự là cái sức sát thương của nó là chưa lớn, vì mình nghĩ là chưa mui được, chưa đủ đồ thôi. Đấy, tỷ lệ hoa đá cực kỳ ổn luôn các bạn ạ. Cực kỳ ổn luôn, cực thấm đúng không? Thấm nhuần tư tưởng cách mạng. Rồi, con này không thể gọi là cái gì nhỉ? Từ chối đâu, đúng không? Từ chối mày từ chối lắm đấy, đúng không? Ngoài sốc phát thì sốc phát thì lại quăng tèo. Đó, chuyển sinh. Nguyên 6 con, các bạn có thể thấy cái sự vượt trội của nó như thế nào, đúng không? Sự vượt trội của nó. Rồi, tiếp tục búp đồ tới từ ca phẩy. Rồi, chỉ mạng. À cái gì à, đỡ đòn à? Dây ship. Chất đấy, đúng không? Chất đấy. Nhưng mà một cái nhén chẳng thể làm lên một xuân. Mình còn nguyên 6 võ sĩ. Rồi, chuyện chiến đấu khá dễ dàng. Nói chung thì quanh quanh top 10 một đích là chắc thôi. Còn ông nào phải online được thì mấy nhắc lên trên. Đấy các bạn nhìn đây này, hôm nay ông lên đây này, vẫn lên đây này, đúng không? Sáng thế hổ nó vẫn quẩy ở đây này. Linh ngố đinh nhạo đây này, đúng không? Thôi ông nào mua thì vào nha, tự tốn kim cương, đúng không? Đang tích thể lực với kim cương cho cái event tiếp theo. Toàn bộ thông tin ARK thì mình đã check xong. ARK đăng nhập tốt trên cả hai máy iOS và Android, bảo mật bằng tài khoản Gmail, ngon lành cảnh đàng. Anh em nào mua ARK thì liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Giá ác bao gồm toàn bộ các chi phí là 1,5 triệu tròn. Link Facebook và Zalo hoặc là cái gì đấy, số điện thoại mình bên dưới phần mô tả của video. Rồi ok.